anh sẽ có một phần thưởng. Và phần thưởng này sẽ dành cho cái người nào mà ứng dụng được cái bài học vừa học sáng nay và các bạn vừa hô ấy nha. Đây là giải thưởng. Ai muốn có giải thưởng 500.000 này? Các bạn nói chưa? Nói rồi đúng không? Các bạn có thể làm được không? Làm được. Nhưng có bao nhiêu người đứng dậy để bước chân lên làm? Cơ hội đôi khi đến với chúng ta rất dễ dàng, như những cơn mưa hàng ngày nó đổ xuống mảnh đất, nhưng không phải ai cũng có thể bắt lấy được cơ hội đấy. Có nhiều người chỉ vì sự e ngại, không tự tin, không dám bước ra khỏi cái ghế của mình, cái vùng an toàn của mình, và đã tự để cho những cơ hội trôi qua. Rồi, 1, 2, 3, thủng lồng sân. Đây là thắng. Thủng lồng sân. Đây là thắng. Bỏ đâu? Bỏ đi, bỏ liên tục đi. Bỏ liên tục đó, chồng chừng lên. Rồi, chồng lên. Rồi, chồng lên. Rồi, chồng lên. Không dùng tay, tuyệt đối không dùng tay, tuyệt đối không dùng tay. Công ty nên làm thêm những cái buổi tương tự như vậy nữa để kích thích tinh thần của nhân viên của mình lên, đặc biệt là xuống tới cán bộ nhân viên luôn, để các bạn có một cái động lực đi về, thì rõ ràng là mọi người cảm thấy tích cực hơn rất là nhiều và cảm thấy có một cái tinh thần đồng đội đoàn kết và cùng nhau để phát triển, gắn bó với công ty hơn.